vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Vừa đoàn tụ với chồng, Lâm Khánh Chi đã rủ bạn đi nhậu say sưa. Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi vừa chốt kèo đi nhậu với bạn thân, ngay sau khi đoàn tụ với chồng trẻ, còn hẹn không say không về. Sau một thời gian giận dỗi, Lâm Khánh Chi và bạn đời đã làm lành và giải quyết mọi ổn thỏa mâu thuẫn. Chồng trẻ cũng đã sang bên ngoại, đón hai mẹ con nữ ca sĩ về nhà. Trước đó, Lâm Khánh Chi vừa khiến dư luận xôn xao khi bất ngờ ôm con về nhà mẹ đẻ, bỏ ngỏ khả năng chuyện tình cảm và hôn nhân đang có vấn đề. Sau khi đoàn tụ không lâu, mới đây nữ ca sĩ lại gây chú ý khi không khai mong muốn đi nhậu không say không về. Cụ thể trên trang cá nhân, người đẹp chuyển giới viết: "Em à, cái gì của mình sẽ thuộc về mình. Nếu thực sự người ta còn yêu em thì sẽ nhìn thấy sự thay đổi của em và quay về bên em thôi. Đừng buồn em nhé, tối nay chị em mình nhậu không say không về em nhé." Trên thực tế, Lâm Khánh Chi chỉ viết những dòng tâm sự này cho cô em gái thân thiết của mình. Có lẽ do thấy em gái cũng đang gặp phải một số vấn đề tình cảm nên nữ ca sĩ đã có đôi lời khuyên giải. Bản thân đã lập gia đình nên Lâm Khánh Chi cũng ít nhiều có kinh nghiệm trong chuyện tâm lý tình cảm vợ chồng. Trước đó, người đẹp cũng vừa trải qua những ngày giận dỗi với chồng trẻ nên cô càng thấu hiểu tâm tư của chị em. Gần đây, Lâm Khánh Chi liên tục có những chia sẻ đầy tính chiêm nghiệm, đúc kết sau những biến cố trong cuộc sống và chuyện tình cảm. Fan của mỹ nhân chuyển giới thở phào vì thần thượng vẫn đang hạnh phúc viên mãn. Không có chuyện cô đi nhậu vì đau khổ chuyện tình cảm. Thực ra Lâm Khánh Chi chỉ đang muốn an ủi bạn bè mà thôi. Lâm Khánh Chi viết trên trang cá nhân: "An phận thủ thường, hạnh phúc vui tươi, còn hơn tham vọng xa vời, đứng núi này trong núi nọ, cuối cùng cô đơn sớm tối một mình." Có lẽ sau những rạn nứt mâu thuẫn, nữ ca sĩ đã nhận ra đâu mới là hạnh phúc đích thực trong đời sống hôn nhân của hai vợ chồng. Lâm Khánh Chi bày tỏ mong muốn được sống cho gia đình, an phận thủ thường làm vợ làm mẹ, không còn những bon chen tham vọng xa vời hay đứng núi này trong núi nọ hoặc hơn thua với cuộc đời. Sau hơn một tuần giận dỗi, nữ ca sĩ đã giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình và được ông xã Trần Phi Hùng qua đón hai mẹ con từ nhà ngoại về tổ ấm của hai người. Đông đảo khán giả mừng thay cho giọng ca bài ít, hy vọng sau này cặp đôi sẽ thông cảm và nhường nhịn nhau nhiều hơn. Fan mừng khi biết vợ chồng Lâm Khánh Chi gương vỡ lại lành. Sau thời gian tạm xa cách vừa qua, Lâm Khánh Chi cho biết ông xã càng yêu thương và chiều chuộng cô hơn. Nữ ca sĩ cho rằng giận hờn giúp cả hai thêm thông cảm, thấu hiểu cho nhau. Chia sẻ về lý do khiến vợ chồng rạn nứt tình cảm, Lâm Khánh Chi cho biết cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng lúc nào cũng có cơm không lành, canh không ngọt. Quan trọng là sau đó hai người nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương vẫn trọn vẹn như xưa. Trước đó, Lâm Khánh Chi cho biết sở dĩ cô xa chồng trẻ một tuần vì trước đó cả hai có cãi vã, giận hờn vụn vặt. Tuy nhiên, lý do chính khiến nữ ca sĩ dọn về nhà bố mẹ ruột là vì cô tin vào một cơn ác mộng. "Tuần trước tôi nằm ngủ mơ gặp lại người yêu cũ và bà nội. Đây là hai người từng thân thiết và thương yêu tôi rất nhiều. Họ mất đã gần 20 năm. Trong giấc mơ, bà nội hỏi tôi, con đã chết sao còn chưa đi? Bà nói tuần này là tuần mọi người đều nghỉ ngơi mà vợ chồng tôi vẫn rất ít hạnh phúc nên tôi phải chết. Tôi sợ quá, bèn hỏi bà nội rằng, vậy nếu chúng tôi chia tay không gặp nhau thì bao ngày mọi việc có thể bình thường trở lại? Bà nói một tuần lễ thì được," Lâm Khánh Chi kể lại. Dùng hết tiền tiết kiệm trong nhà từ thiện, Thủy Tiên vẫn bị chỉ trích. Nữ ca sĩ hàng ngày nhận rất nhiều thông tin với mong muốn được cô giúp đỡ, nhưng Thủy Tiên cũng chỉ có thể hỗ trợ trong giới hạn. Những năm gần đây, khán giả luôn nghĩ đến vợ chồng Thủy Tiên. Không chỉ ở hình ảnh gia đình hạnh phúc mà họ còn gắn liền với nhiều công tác thiện nguyện. Theo đó, đã có không ít lần hai vợ chồng nữ ca sĩ chủ động giúp bà con khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Bà xã Công Vinh hiện vẫn âm thầm gửi tiền mỗi tháng sinh hoạt cho những trường hợp nghèo. Thủy Tiên bị nhiều tin nhắn xin tiền. Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái khá dài nói đến áp lực về chuyện thiện nguyện mà cô đang gặp phải. Có những trường hợp cô không thể giúp đỡ và ngay lập tức bị chỉ trích nặng nề. Cụ thể, Thủy Tiên tâm sự, mỗi người có một tâm nguyện và quan điểm riêng về từ thiện. Có nhiều người giúp bất kể trường hợp nào, còn tâm nguyện từ thiện của riêng Tiên là chỉ giúp cho những trường hợp nào có thể thay đổi tốt hơn. Cứu người thì phải đi đến kết quả cuối cùng tốt đẹp, thì sự giúp đỡ của mình thì mới thật sự có ý nghĩa. Vì đồng tiền mồ hôi nước mắt cực khổ mới kiếm được, phải sử dụng sao cho kết quả và đúng tâm nguyện của mình. Nữ ca sĩ cho biết, khi một số em nhà nghèo không có tiền đi học xin mình giúp đỡ một năm, cô đề nghị thẳng học hết đại học thì mới giúp.
Tiền ăn học một năm mình cho xong rồi năm sau không ai cho nữa. Rồi năm sau em ấy nghỉ học, vậy sự giúp đỡ của mình là vô nghĩa đốt tiền. Tiên đề nghị, nếu muốn Tiên giúp, các bạn phải hứa với Tiên là phải học đến hết đại học. Tiên sẽ bỏ tiền giúp các bạn mỗi hàng năm học cho đến khi học hết đại học. Và khi đó các bạn có bằng cấp rồi, các bạn đi làm kiếm tiền bằng tri thức của mình. Các bạn sẽ có thể giúp đỡ gia đình, cha mẹ mình, thậm chí là có thể giúp đỡ người xung quanh. Thì sự giúp đỡ của mình mới xứng đáng. Chứ chỉ học một năm mình không giúp đâu, đồng ý học hết đại học mình sẽ giúp. Cô từ chối giúp những người bệnh không thể cứu sống được, còn giúp cho trường hợp bệnh thì ngoại trừ bảo bệnh ra mình đều có thể giúp, nếu đủ khả năng tài chính. Vì mình nghĩ rằng đã bảo bệnh thì chỉ có con đường chết. Nó là ác bệnh, dù đổ tiền nhiều đến mấy cũng không thể cứu được. Ngay cả tỷ phú thế giới có hàng tỷ đô la cũng không sống nổi, huống gì sức khỏe mình bé nhỏ. Cô cảm thấy áp lực khi khả năng không thể giúp được nhiều người. Cô nhận nhiều tin nhắn mong hỗ trợ và quay sang trách móc. Hàng ngày cả nghìn tin nhắn comment bảo mình giúp trường hợp bạo bệnh. Người xin 1 tỷ, người xin 6-7 tỷ, người xin vài trăm triệu trả nợ đủ hết. Nhiều người xin xong không được còn nặng nhẹ mình chảnh chọe. Nhiều người xin giùm người khác mà bản thân họ cũng không biết trường hợp đó là thật hay lừa đảo luôn. Thiệt lòng là mình chỉ là sức người nhỏ bé, nhiều lúc cũng buồn. Thủy Tiên dùng hết tiền sử dụng trong nhà để đi từ thiện. Việc giúp đỡ bà con khó khăn là một trong những vấn đề mà nữ ca sĩ cùng ông xã quan tâm mỗi ngày. Cô dành rất nhiều tấm lòng tâm huyết cho mọi người. Thậm chí Thủy Tiên dùng hết số tiền mặt mà gia đình có để mang đi làm từ thiện. Thủy Tiên tâm sự, nguyên tắc từ thiện thông thường của mọi người là từ 1 đến 10% tiền mặt mà mình có. Còn riêng mình khác một chút, Tiên có thể cho đi hết tất cả tiền mặt mà mình có, thậm chí không tiếc công sức khỏe, nếu Tiên cho rằng đó là điều đúng với tâm nguyện của mình. Như đợt này dịch bệnh nhiều người khổ quá, Tiên dùng tiền riêng của gia đình chi xài trong nhà, giúp đỡ những người khó khăn mà cạn kiệt luôn. Thử nghĩ xem, người thì mất việc, người thì bệnh hoạn không có tiền mổ để phục hồi sức khỏe lao động nuôi gia đình. Người thì đói khổ, người chuẩn bị sinh con mà nghèo quá ngay dịch bệnh không tiền sinh. Rồi đủ các câu chuyện đã xác minh có thật mà mình không thể làm ngơ. Mình rút hết tiền tiết kiệm riêng của gia đình, tài khoản cá nhân riêng để giúp hết. Chuyển nốt những đồng tiền cuối cùng để giúp họ xong. Mà tài khoản riêng của gia đình Tiên còn có hơn 300 nghìn luôn á. Có hình làm bằng chứng nè, chuyển xong hai vợ chồng nhìn nhau cười, ủa hai vợ chồng mình nghèo thật sự luôn á, mai đi chợ bằng gì, nhưng mà mình không tiếc đâu, vì mình tin là mình làm đúng thì cho đến đồng cuối cùng, mình cũng không tiếc. Tài khoản của gia đình sau khi chuyển hết tiền cho việc từ thiện, rồi Tiên nói trong bụng là ông trời ơi con hết tiền rồi đó, ông thương con thì giúp con nghe, con khổ là nhiều người khổ lắm, đồng tiền con làm ra. Ngoài gia đình con ra còn biết bao nhiêu người khổ còn nương tựa vào. Vậy rồi sau đó một ngày các hợp đồng quảng cáo về, Tiên lại có tiền, lại để giúp thêm được nhiều người nữa. Cảm ơn các bạn thật nhiều lắm lắm. Tiền này đem giúp ai, Tiên luôn nghĩ là có công sức của các bạn đóng góp và luôn cầu nguyện bình an cho mọi người luôn. Thiệt sự, Tiên với anh Vinh đều nghĩ, khi qua đời tiền bạc không mang theo được, nên khi còn giúp được ai thì mình sẽ cố gắng làm trong khả năng cho phép của mình. Tuy nhiên phải đúng mong muốn và tâm nguyện từ thiện của mình. Cô mong khán giả hiểu rằng bản thân không đủ sức để giúp những người bạo bệnh. Tiên nói hết sự thật để mong các bạn thông cảm chia sẻ. Và Tiên thành thật xin lỗi vì không có đủ khả năng để giúp cho bạo bệnh. Tâm nguyện của Tiên là sẽ giúp cho người sẽ sống cho đến đồng tiền cuối cùng. Chứ Tiên không có đủ khả năng tài chính giúp cho ai đó để cuối cùng rồi họ cũng không thể sống được. Mặc dù mình rất yêu thương và cầu nguyện cho họ. Xem những dòng tin các bạn gửi mong sự giúp đỡ, hàng nghìn tin nhắn, mình không dám xem luôn, vì càng xem càng đau lòng, càng tức mình, vì sao không thể giúp được họ khỏi bạo bệnh hoàn toàn, sức người quá hữu hạn. Mong là mọi người chia sẻ cùng Tiên và đừng buồn khi Tiên không thể có khả năng giúp được hết mọi người, dù Tiên rất là mong muốn làm được điều đó. Cảm ơn mọi người đã đọc chia sẻ và xin lỗi vì mình viết dài quá, chúc mọi người luôn bình an. Hiện tại Thủy Tiên có những trường hợp mà cô gửi tiền hàng tháng, hàng năm để đi học hay chi phí sinh hoạt của những hộ nghèo. Tuy nhiên cô không công khai trên mạng xã hội. Rất nhiều khán giả động viên nữ ca sĩ giữ gìn sức khỏe, hạn chế áp lực tinh thần để có thể hỗ trợ thêm nhiều câu chuyện khó khác. Mới 2 tháng tuổi đã có gương mặt giải trí cao, cháu gái Trấn Thành chiếm sóng mạng xã hội. Hình ảnh mới đây của con gái Huỳnh My, em gái Trấn Thành khiến người xem thích thú. Huỳnh My, sinh năm 1993, từng theo học trường RMIT, là em gái của Trấn Thành, có anh trai và chị dâu là nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz, nhưng chí nít lại không dựa hơi. Tháng 1, 2018, cô kết hôn với người chồng ngoại quốc tên Jung Man Kit, sinh năm 1990. Cả hai đã có 3 năm hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà. Suốt thời gian bầu bì, cô được chồng cưng chiều như trứng mỏng. Ngoài những chuyến du lịch xa, hâm nóng tình cảm, ông xã Huỳnh My cũng rất chiều chuộng và chăm vợ chăm con. Đầu tháng 3 vừa qua, Jung Man Kit vui mừng thông báo bà xã của anh vừa vượt cạn thành công.
Trong ngày được lên chức, anh viết, sau khi vợ mình bị cơn gò, cơn đau của các bà bầu khi sinh 20 tiếng, em bé nho nhỏ đã ra đời. Thanh Mâm, Huỳnh My, For Trying So Hard For The Bass, 40, Khổng Quyết. Tạm dịch, cảm ơn mẹ Huỳnh My đã rất cố gắng trong 40 tuần qua. Tiếp đó, ông bố trẻ chia sẻ thêm, cảm ơn hai mẹ con đã cố gắng và quan trọng nhất là sức khỏe tốt. Mother and the best, người mẹ vĩ đại nhất. Ngay lập tức, bài đăng nhận về rất nhiều lời chúc mừng. Ngoài chúc mẹ khỏe, người yêu mến cũng mong em bé ngoan, hay ăn chóng lớn. Mới đây trên trang cá nhân, Huỳnh My tiếp tục đốn tim người xem khi đăng tải tấm ảnh biểu cảm vô cùng hài hước của con kèm status. Mặt tôi hề lắm hả? Con là con gái đó. Trong ảnh, cô bé có gương mặt mang tính giải trí cực cao, bên cạnh việc hóng chuyện với người lớn. Bé còn làm biểu cảm, cong môi, làm ai nhìn cũng thấy dễ thương. Chỉ bức ảnh này thôi, nhiều người dự đoán em sẽ là hot kid trong tương lai, nói gót sự hài hước từ người bác nổi tiếng.